hành tinh ngoài hành tinh trẻ nhất từng được chụp ảnh có thể mâu thuẫn với một lý thuyết được chấp nhận rộng rãi về cách hình thành những người khổng lồ khí. Được phát hiện bởi một nhóm các nhà nghiên cứu do nhà vật lý thiên văn Thêm Kari dẫn đầu bằng cách sử dụng kính viễn vọng Subaru ở Hawaii và kính viễn vọng Hubble. Ngoại hành tinh là một hành tinh khí khổng lồ ước tính có khối lượng gấp 9 lần khối lượng của sao Mộc. Các nhà khoa học cho biết trong bài báo Nature Astronomy được xuất bản gần đây của họ rằng hành tinh này vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu nhưng nó có thể tiết lộ thông tin quan trọng về cách thức hình thành những người khổng lồ khí. Ngoại hành tinh có tên ABOB, nằm trong hệ AB Origae, cách trái đất khoảng 531,6 năm ánh sáng. AB Origae còn trẻ đối với một ngôi sao, chỉ 1,4 tỷ năm tuổi. Bản thân hành tinh này đã được phát hiện vào năm 2016 bởi nhóm của Kari tại Đài quan sát Thiên văn Quốc gia Nhật Bản. Nhưng không rõ liệu vị trí sáng bất thường trong hệ thống là một hành tinh mới hình thành hay phản xạ ánh sáng sao, vì vậy họ đã quan sát nó bằng cả hai kính thiên văn trong 5 năm trước đó. Kết luận rằng trên thực tế, đó là một hành tinh đang được sinh ra. Đã có hơn 5.000 hành tinh ngoài hành tinh được phát hiện. Nhưng không có hành tinh nào được ghi lại hành động được sinh ra cho đến khi ABOB, nó ở rất xa ngôi sao của nó, xa hơn 3 lần so với khoảng cách giữa sao Hải Vương và mặt trời của chúng ta. Và có vẻ như được hình thành từ sự mất ổn định của đĩa, một lý thuyết gây tranh cãi về sự hình thành khí khổng lồ. Sự mất ổn định của đĩa là quá trình khí tự xẹp xuống do trọng lực của chính nó, cuối cùng tạo thành một khối khí khổng lồ. Điều này diễn ra trong một đĩa tiền hành tinh, một đĩa được làm từ 99% khí và 1% bụi. Lý thuyết được chấp nhận phổ biến hơn về sự hình thành khí khổng lồ là thông qua việc tạo ra lõi đá và bụi. Phần lõi cuối cùng có kích thước gấp vài lần trái đất và sau đó có thể tích tụ khí xung quanh nó, cuối cùng tạo thành một khối khí khổng lồ. Trong khi lý thuyết về sự hình thành của ABOB đang gây tranh cãi, thì ngay cả sự tồn tại của ABOB cũng đang được suy đoán. Các nhà khoa học từ hai kính viễn vọng quang học khổng lồ khác, kính viễn vọng rất lớn của châu Âu ở Chile và đài quan sát kính viễn vọng hai mắt lớn ở Arizona, đã không nhìn thấy bất cứ điều gì tại vị trí này. Ngoài ra, Atacama Land Millimeter Submillimeter Array, một đài quan sát vô tuyến ở Chile, đã không nhìn thấy sự biến dạng hấp dẫn có thể xảy ra từ một hành tinh có kích thước bằng ABOB. Tranh cãi xung quanh ABOB là rất lớn, nhưng nếu chúng ta thực sự đang quan sát một khối khí khổng lồ đang được sinh ra, thì chúng ta sẽ có bằng chứng rất chắc chắn để hỗ trợ mô hình đĩa không ổn định cũng như cái nhìn sâu sắc về sự hình thành của các khối khí khổng lồ. Nó thậm chí có thể cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về cách sao Mộc khổng lồ của chúng ta hình thành cách đây 4,6 tỷ năm. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!